thất bại nó có hai trạng thái, một là nằm luôn, hai đứng dậy hết. Nằm luôn là khi bạn không biết cái gì, bạn không biết sẽ làm gì tèo ngày mai, bạn thất vọng, bạn nản, đặc biệt là những người đàn ông chúng tôi các bạn. Tôi đã từng nhiều lần như vậy. Có một thời điểm tôi làm Google, làm YouTube các bạn, trong tài khoản Google của tôi nó lên tới 3 tỷ, và một ngày đẹp trời sáng tôi mở mắt dậy nó biến mất. Google nói là mày vi phạm, tao không thanh toán cho mày. 21 tuổi và mất một số tiền đó, nó như một thứ gì đó kinh khủng. Tôi nằm trong nhà trong vòng một tuần và mình suy sụp kinh khủng, không ăn không uống suốt mấy kinh. Và cái việc của mình là chỉ mở mắt ra nhìn cuộc đời và quán trách ân hận xỉa sói, ngồi sủa gâu gâu, phải sủa nữa, ẵng chứ không được gâu gâu nữa mà. Nó mệt quá. Và tìm cách cứu lại, phải chi rất là nhiều tiền thêm để cho những cái người đi cứu và những thằng cứu người lại ăn luôn mẹ tiền của mình. Thì đó là cái câu chuyện của tôi, là tôi nằm luôn. Thì khi thất bại cũng vậy, nằm luôn hoặc đứng lên. Tại sao các bạn đứng lên được? Các bạn vô tình thấy được cái thứ gì đó, nó động lực, nó tạo được cho bạn. Bạn nhìn ba mẹ của bạn, bạn nhìn những người xung quanh của bạn, nhìn vợ con của bạn, nhìn tương lai của bạn, nhìn những người xung quanh, những người ngoài kia họ đang kiếm tiền lúc này, cái lúc mà chúng ta đang nằm, người ta đang ngủ này. Khi mà áp lực của bạn phải suy nghĩ, bây giờ các bạn nằm xuống thì ai sẽ lo cho con của bạn?